Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, video này sẽ chia sẻ cho các bạn trader 5 nguyên tắc vàng trong việc sử dụng vùng cung cầu trong giao dịch. Vùng cung cầu là khái niệm kỹ thuật quan trọng trong trading. Đó là những vùng thể hiện sự mất cân bằng của thị trường, giúp trader xác định được những vùng giá mạnh mẽ để tìm cơ hội giao dịch. Nguyên tắc số 1, vùng cung cầu ở khung thời gian lớn luôn tốt hơn. Vùng cung cầu được xem như những ngưỡng hỗ trợ kháng cự sâu của thị trường. Các ngưỡng hỗ trợ ở khung thời gian càng lớn thì nó sẽ càng đáng tin cậy. Điều này không chỉ đúng với vùng cung cầu nhỏ mà nó còn đúng với đa số các kỹ thuật phân tích khác. Chúng ta chuyển xuống khung thời gian thấp hơn, khung H1 để xem xét thì thấy ở khung H1 hình thành mô hình hai đỉnh, một mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Mô hình này rất rõ ràng trên H1, đồng thời trên RSI cho thấy động lực giảm. Nếu hình thành thêm một đỉnh cao hơn thì tín hiệu phân kỳ giảm giá là rất rõ ràng. Thêm một manh mối kỹ thuật nữa đó là giá đã giảm xuống bên dưới đường trung bình và đường hỗ trợ của mô hình hai đỉnh và sau đó quay trở lại về retest như một sự xác nhận cho tín hiệu đảo chiều. Và như chúng ta thấy, giá sau đó đã quay đầu giảm mạnh. Có thể thấy vùng cung cầu trên khung thời gian lớn có sức mạnh rất lớn đối với giá. Chúng là những ngưỡng hỗ trợ kháng cự đáng tin cậy cho trader trong việc tìm các tín hiệu giao dịch chất lượng. Nguyên tắc số 2, chỉ giao dịch ở những vùng cung cầu mới hình thành. Chúng ta nhìn biểu đồ sau. Đúng hơn trong nguyên tắc số 2, đó là chúng ta chỉ nên giao dịch ở những vùng cung cầu chưa được giá kiểm tra lần nào. Nếu một vùng cung cầu được giá kiểm tra nhiều lần thì khả năng giá phá vỡ vùng đó sẽ cao hơn nhiều. Nhìn biểu đồ có thể thấy một vùng cung được đánh dấu màu hồng là vùng mới hình thành và chưa được giá kiểm tra lần nào, trong khi vùng cầu được đánh dấu màu xanh bên dưới được giá kiểm tra rất nhiều lần, mỗi lần kiểm tra giá lại đi xuống sâu hơn. Điều này cho thấy mỗi lần kiểm tra người mua chưa sẵn sàng đẩy giá lên một cách nhanh chóng mà họ kiểm tra vùng giá lâu hơn. Đến đây thì tôi xin tạm kết phần 1. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu hết những nguyên tắc còn lại. Những nguyên tắc này đều rất quan trọng. Khi biết cách áp dụng có thể sẽ thay đổi kết quả rất lớn khi giao dịch với vùng cung cầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.